Ngày mới Hai Xuống xin chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mẹ Hai Xuống sẽ làm sữa chua nha đam và dâu ua. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Bữa nay mình cắt nha đam vô mình làm sữa chua nha đam nha cả nhà. Sẵn là mình làm dâu ua luôn. Là trời nắng mà mình làm này là bỏ tủ để ăn. Không biết nào cái ăn người dân cũ hủ. Cắt tỉa hai bẹ thôi. Nó nha đam thường nó bẹ nó không bự. Nha đam thường nó có bông bông nè. Có bông. Bẹ nó không có lớn bằng nha đam Thái. Hôm nay bông chèn của mình nở quá trời nở luôn. Nở đỏ hết trơn. Mày hay nở chùm. Giờ mình gọt nha đam. Mình làm nha đam nhiều nó ngon. Mình mới làm lần đầu tiên luôn. Sữa chua nha đam. Sữa chua người ta bán cũng có nha đam nữa. Có gì? Sữa chua nha đam. Mà ở nhà mình làm nó ngon hơn. Này bỏ ăn đá thịt sạp nó mới ngon mà. Ừ, mà mình làm để ngăn mát người đó, ngăn mát thịt sạp thôi. Đá nó cứng. Mà để trong đá cho nó sình sệt cho nó lấy ra bỏ ngăn mát á. Ừ, cũng được. Trong sữa chua mà mình làm cứng nó ngon. Sình sệt thì ăn ngon. Mình cắt ra đam rồi mình cắt thật mỏng, cắt để ăn nhỏ rồi. Nhớ lại cho nó hết nhớ. Mà bỏ nấu cơm cứng rồi mới bỏ vô. Nấu vừa trước. Nấu sữa xong mới chứ đổ cho qua chung. Nó vừa hết nhớt nữa nè. Còn có nấu cái thèm. Nhìn nó trong vắt luôn không? Ừ, trong vắt mình thấy thèm đó. Cái này nghe mẹ nghe người ta nói vậy nè, để tủ lạnh đó thì cái để trong nước đá uống mát lắm, chứ gì đó
mà sống nghe mùi nó không quen không được. Mình chia sẽ ăn sống lần nào. Thì mình để đường phèn ra nồi nấu, khoảng này khoảng 100g đường phèn, 1 ly nước, bắt lên cho nó tan đường hết rồi để nha đam vô, mình nấu đường phèn nãy giờ nó sôi nó tan đường hết rồi, mình để nha đam vô. Nên đây mình để vô nó sôi lên đó là tắt bếp. Đây là màu chín rồi. Màu chín rồi. Sôi lên tắt bếp rồi. À, giờ mình tắt nha đam là cơm điện. Mình đổ vô là cơm điện luôn. Đi nấu, nấu sữa. Rồi, mình để một lon sữa vô. Nào mình nấu cho nó sữa nó chín. Một lon sữa bò. Lon sữa giờ mình chế vô đây thêm một lon nước. Sữa lon nước. Giờ mình bắt bếp lên mình nấu cho nó sôi hả, để sữa tươi vô. Cho sữa này nó chín sữa. Sữa tươi thì một hồi mình để vô sau. Nó sôi lên sữa nó chín là được rồi, mình để sữa tươi với sữa chua vô. Rồi giờ nó sôi lên nó chín sữa rồi mình tắt bếp. Bếp để sữa tươi sữa chua vô. Cho sữa tươi vô, hai bạch sữa tươi, hai hạt sữa chua. Sữa tươi con bò. Sữa con bò. Làm sữa đi hết thì nó ngon nữa. Sữa tươi. Cái sữa con dê rồi. Sữa tươi Vinamilk hả? Sữa con dê hả? Này là sữa ha. Này là sữa chua. Bán làm cũng sạch 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 nữa. Hai hũ vô. Nhưng tẩu non quá. Nó sần sạp. Nó sần sạp. Cho nó hoài đều hết rồi mình để cho vô nha đam mình nó ủ lại. Sữa mình nấu xong rồi mình để chung qua nha đam luôn. Nhưng mùi thơm lắm. Thơm mùi sữa quá trời. À, giờ mình ủ đây là 12 tiếng hoặc hơn cũng được. Muốn ăn chua nữa thì để hơn. Ngồi quên cái em ghim điện nấu cơm rồi. Rồi, để ủm lại. 12 tiếng đồng hồ mình mới vô hộp. Nãy giờ thì mẹ Hai Sướng đã làm xong món sữa chua nha đam. Bây giờ sẽ tiếp tục làm món dê ua. Chị Mai mình vẫn còn bông luôn. Mình lấy nước sôi à. Để vô. Hai lon sữa là hai lon nước nóng. Hai lon nóng, hai lon lạnh. Mình làm một lon nước lạnh cũng được nữa, nó làm đặc hơn. Một lon nước lạnh thôi. Để sữa tươi vô.
sữa tươi. Mình lấy thêm vô ba bịch dao ua cái. Mình ăn cái mình chừa lại vài bịch để mình làm tiếp tiếp hoài. Khỏi mua. Khỏi mua sữa chua luôn. Điều vô bọc luôn, vô bọc mình nó ủ lại nước nấu. Mình làm sữa không à, mình không có để đường. Thường ta làm lon sữa, lon nước nấu, một lon nước lạnh. Mình thấy hơi lỏng quá thôi, lon nước nóng, một lon nước lạnh thôi, hai lon sữa, một lon nước lạnh. Vô bọc sẵn đây cho mình mới nấu nhất nấu mình ủ. Mình vô bọc mình là vừa ăn rồi. Nên mình còn vài bịch nữa là xong. Ba cũng bịch nữa là xong. Thì mình để vô thùng đá này mình ủ. Ủa 12 tiếng nữa nó chua mình mới lấy lên mình để tủ đông. Coi được bao nhiêu bịch đẹp. 2, 4, 6, 8 bịch. 2 1, 6 33 bịch. 2 lon sữa, 3 bịch sữa tươi, 3 lon nước, được 33 bịch. Giờ mình nấu nước cho sôi, cái pha ấm ấm để vô ủ. Mình để nước vô mình ủ. Cho nó ngọt. Nước này ấm ấm không? Nước cũng nóng khoảng tay á. Nước sôi. Dạ ơi, mình ủ 12 tiếng rồi, giờ mình lấy để vô tủ cho nó đặt lại cái mình ăn. Giờ trời nắng mà làm vô ua sẽ chua rồi ăn tốt. Nè thấy để gì nhiều này, trống tủ trống quá, tủ trống quá không có chỗ không có đồ gì để hết. Hai cục nước đá kem. Không có gì để hết, giờ kem, mình làm vô kem. Làm như ưa mình để vô. Làm được 33 bịch.
sữa chua nha đam này mình ủ cũng 12 tiếng, 13 tiếng rồi. Giờ nó chua rồi. Rồi nó cũng hơi sình sệt luôn. Nên mình không có cái hũ kia, giờ mình để vô cái hũ này là hũ đựng rau câu. Nắp cho mình. Hũ này đậy nắp lại để vô cho nó sạch sạch lại mình ăn. Này nha đam, nha đam nhiều ha. Nha đam nhiều. Mình đậy nắp lại. Giờ mình để vô tủ luôn cho nó đông mà sệt sệt mình để ngăn nát rồi. Giờ mình để tủ là ngon này, giờ mình hồi chừng khoảng tiếng tiếng rưỡi đồng hồ là nó sạch sạch lại, mình để qua ngăn mát ăn. Để nó cứng này là cứng không có ngon. Mời cả nhà ăn sữa chua nha đam với dâu. Trời nắng quá mình làm nè cho nó mát. Rồi ăn chung ơi. Bây giờ đi học. Học hả? Hấp cái gì vậy đi. Chứ nó cứng trắng nè, sắn nó sột 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 nhiều cá bào vậy ha. Không phải sình sệt thôi. Sình sệt vậy mới ngon nè. Cái sữa sữa nhà đam nè. Béo mà nó ngon vậy không? Con là con ăn con học, con kiểu con còn hối dữ nó bỏ ngoài, kêu hốt bỏ. Còn chỗ nó bán là một phít nữa, một phít 5.000 nữa. Nước mía. Ngày mía rẻ. Chỗ mà trên đó có một chỗ à, bây giờ nhấp. Tại ông mua nước mía. 4 giờ là thức dậy rồi nó bào đóng đóng rồi. Không có nhà bán mía. Nước mía xong rồi. Giờ bán nhóc có chừng 4 2 3 bên luôn, bán 5 6 chỗ bán. Lúc trước có một mình nhỏ là bán không kịp đứng xếp hàng luôn á. Tới giờ công nhân mới ra chỗ. Là nhóc hết chân cạnh với vàng nữa. Chân cạnh nó bán rẻ nữa. Ăn bệnh thêm. Thử coi dâu ua cái nào ngon. Cái nào cũng ngon. Dâu ua sữa chua cái nào ngon. Em làm cái nào cũng ngon. Xạo quá. Chưa ăn một cái ngon. Nhìn là biết không cả. Bán nó xúc nước mía. Ủa nó xúc nước đá vô trong mì đầy rì và cái nó đổ chế nước mía vô. Xong một ngủ rồi đó. Dâu ua tí. Không thấy ngon mà tôi thấy tôi ngon rồi đó. Mày dẻo dẻo này dễ ăn nữa nè. Ừ. Hồi mình chảy hết. Dẻo dẻo nè. Thôi thấy mịn màng quá. Ăn cái đẹp da mặt. Không có ăn. Ăn cái đẹp da mặt. Nói ăn cái gì cũng đẹp da cho nó. Không cho đẹp da, ăn cho đẹp da. Bán mắm. Bán mắm mà mời đang mua mắm ăn đi cô. Ăn mắm cho đẹp da. Thử coi. Thử coi cái này vị nó hơi chua hơn chắc mà. Khác đi. Hai cái khác nhau. Hai cái khác mà. Cái khác mà. Cái ủ khác nhau. Khác cái ăn, còn giống thôi. Nhà đam khác nhau. Nhà đam sữa chua là khác. Khác. Này giờ da ua là khác. Mà nó. Kìa, ăn đẹp da là ăn đẹp da nè ha. Này ăn đẹp da. Đây. Này, cái gì? Có nhà đam mới đẹp da đó nè. Có nhà đam mới đẹp da chứ. Này, cái đời nó bệnh bệnh thân kìa. Chỗ bông trắng như vậy là mưa tới. Mưa qua rồi. Chứ sao mưa là... xong quá no à, kêu con Trang nó ra nó nhiều quá, ăn đẹp quá, thích đẹp đấy mà. Con Trang nó còn đồng hết sức lâu, mỗi lần còn đọc thấy ghê luôn, bây giờ tự nhiên bông đẹp hết sức đẹp. Hai Sướng xin kết thúc các bạn cô chú anh chị các bạn, mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo có Hai Sướng nha.